và Cô Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp nhau trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, một chương trình mà đi đâu Quỳ Linh cũng được nghe hỏi là ô sao tuần sau là mẹ chồng nào và cô dâu nào đây, và tuần sau nói về vấn đề nào vậy Quyền Linh? Rất là nhiều vấn đề được mọi người quan tâm giữa mẹ chồng và nàng dâu. Và bây giờ xin mời cặp mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Nên cô khó về vấn đề đó, tại cô đã xác nhận từ đầu hạnh phúc của con mình là hạnh phúc của mình. Xin mời. Chào cô. Dạ chào cô. Chào cô. Dạ, chào chị. Dạ mời chị. Chào cô, rất vui được đón cô với lại em đến tham gia chương trình. À, cô có thể giới thiệu về mình. Cô chào Quyền Linh. Dạ. Chào Lê Lộc và chào tất cả khán giả trong phòng. Cô là Hà Kim Hên, 64 tuổi, ở quận Bình Tân. Hiện nay lớn tuổi, nội trợ, chăm ba đứa cháu. Chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc, chào khán giả. Em là tên là Nguyễn Kim Liễu, năm nay em 34 tuổi. Em về làm dâu mẹ được 10 năm. Em làm điều dưỡng, hiện tại em có 3 bé. Cô, trong gia đình cô có mấy cô con dâu? Cô có một thằng con trai duy nhất, cho nên có một con dâu. Có một dâu thôi hả? Ồ, chúc mừng. Có một con dâu thôi là thương lắm ha. Vậy thì gặp cô dâu đầu tiên cô thấy ấn tượng không? Con cô thì nó từ nhỏ lớn là nó hơi khó tính. Dạ. Thành ra cô tin tưởng nói chuyện mà sau này nó lập gia đình. Mà cô là cô luôn tâm niệm trong đầu là con mình nó thương đâu thì mình cưới đó. Dạ. Cho nên con dâu này là tự con trai cô nó chọn. Cô dẫn về ra mắt gì không cô? Có dẫn về ra mắt. Rồi cô thấy như sao? Cái lần đầu tiên ra mắt đó. 10 năm rồi mà nó ba đứa con mà nhìn nó như vậy. Thành ra 10 năm trước nó nhỏ xíu rồi con. Thành ra cô cũng có hậu không có ấn tượng gì mấy. Tại so với con trai cô thì nó thấp hơn nhiều. Con trai cô 1m8 mấy lận. Ôi, cao dữ vậy đó hả? Mà cô thì mấy gì đó nói là con bé này về ngoại hình thì nó không xứng với thằng Thuận. Mà cô thì có nói thôi kệ, không nhầm gì hết. Ngoại hình bên ngoài, miễn là trong hai đứa nó sống hạnh phúc, nó hòa hợp là được. Chúng ta yêu nhau được rồi. Yêu nhau được rồi. Nên cô thoáng vấn đề đó, tại cô có xác nhận từ đầu hạnh phúc của con mình là hạnh phúc của mình. Rồi còn cái cách giao tiếp, rồi cái cách chăm sóc gia đình thế nào? Con dâu cô nó rất là ít nói, mà nó nhỏ xíu à. Rồi cái ngày đầu tiên mà lên nhà anh chị xui để hai bên gặp mặt nhau để coi như là giáp lời đó con, thì bên anh chị xui có nói là con anh chị xui thì có hai đứa gái, mà con dâu cô là con gái Úc, nó nhà ở Củ Chi á, nó xuống thành phố học xong lớp 12 xuống thành phố thi xong rồi học cái này rồi ra trường làm việc luôn. Thành ra bên anh chị xui có nói là nó không biết làm việc nhà, với lại cũng là con Úc cưng lắm. Rồi cô nói cái chuyện đó không thành vấn đề, miễn vợ chồng nó hòa hợp là được. Cái ấn tượng đầu tiên của chị khi mà gặp mẹ chồng là như thế nào chị? Thì lúc đó mẹ buôn bán, cho nên là đi về cũng không phải là mình về để ra mắt hay là về cho biết nhà gì hết, mà là đi với một nhóm bạn. Tại vì nhóm bạn đó là giống như là cái cầu nối giữa hai vợ chồng á, là muốn cáp đôi hai vợ chồng, cho nên dẫn về nhà chơi vậy thôi. Thì về nhà thì mình cũng không biết làm gì đâu, thì có cái gì mình phụ cái đó chỗ buôn bán mà. Thì chỉ vô bếp làm, tại không biết làm thì chỉ làm được cái món lúc đó là gì, kêu làm món chả giò chiên thôi. Thì về rồi thấy mẹ buôn bán ở ngoài, rồi làm ăn cho cả nhóm ăn, mẹ không phải làm, rồi ra phụ mẹ chút xíu. Rồi thấy mẹ thì cũng hiền, chứ còn dì mới là người là được mấy bạn đánh giá là rất là khó, mà mẹ với dì ở chung. Lúc đó cũng chưa nghĩ là mình sẽ tiến tới. Lúc mà chuẩn bị ngày cưới thì lúc đó là quen mẹ chồng lâu chưa? Dạ, em quen chồng em cũng 2 năm em mới cưới. À, mới cưới tức là cũng qua chơi nhiều lần rồi đúng không? Dạ. Lúc cưới về thì có ngỡ ngàng gì khi làm dâu không? Dạ, tại lúc cưới thì thời gian đầu tại em hai vợ chồng em thuê nhà ở riêng, chứ lúc đó cũng không ở chung với mẹ nữa. Thì lúc em sanh em bé thì em mới dọn về gần mẹ. Rồi em thật sự ở chung với mẹ thì nên mẹ mà về ở hẳn với em luôn á là khoảng 6 năm nay. Thì ở chung như vậy nó có những cái mâu thuẫn gì xảy ra hàng ngày không? Dạ, nói chung á thì gọi là mâu thuẫn thì nó đương nhiên là nó cũng sẽ có, nhưng mà em cái tính em thẳng cho nên thường là những cái mâu thuẫn em sẽ giải quyết liền.
Cho nên là em thẳng tính em nói liền thì nhiều khi mẹ cũng buồn. Cho nên là cái thời gian đầu thì tại vì lúc mà mẹ dọn về, mẹ về ở chung á, thì cũng có nói trước cũng sợ là mẹ đang buôn bán xong rồi về ở nhà không thì cũng sợ mẹ buồn. Cho nên cũng cố gắng để cho mẹ không có buồn. Thì cái phần mà còn mẹ cảm nhận sao thì chắc phải mẹ nói thôi. Cô cảm nhận chị sao cô? Dâu cô á, cô cảm nhận nó nhỏ nhưng nó có vỏ. Vậy là hay lắm rồi đó. Cái thứ nhất nó nhỏ đây là về ngoại hình nó nhỏ nhắn, mà nó có vỏ là nó ít nói, mà nó ý chí nó rất là mạnh. Nó muốn làm gì nó phải làm cho bằng được. Thí dụ như công việc gì nó muốn làm, ví dụ như nó thì không biết mai giá gì hết, thiêu thừa cũng không biết, mà nó bây giờ là rất là khéo tay, thiêu là đẹp lắm, thiêu tranh là con tính là đóng khung treo tường luôn, rồi mai là giờ là tự mai đầm cho nó mặc luôn. Thí dụ nó làm muốn làm việc đó, muốn mai cái áo đó mà cái kiểu đó lạ thì nó mài mò nó thức có khi là 3-4 giờ đêm đặng nó mai, ý chí nó rất là mạnh. Rồi có một cái nữa là nó dạy con, nó dạy con là nó không có nói, nó không có rầy, nó không có la. Con nó ngồi trước mặt nó đó mà không dám nói hẻ. Còn con nó ở nhà với ba với bà nội thì nó không có sợ, ba đứa nó quậy. Cô có mâu thuẫn gì với con gái khi những ngày đầu tiên về là ở chung không cô? Có chứ con. Mặc dù cô với dâu cô là tánh tình hợp nhau, hợp hơn trai nữa. Trai nó kỹ tính lắm. Thật ra cô với dâu hợp nhau lắm. Nhưng có một cái vấn đề mà chăm sóc con, chăm sóc dạy mấy đứa nhỏ. Cái con bé lớn á, năm nay là nó 8 tuổi. Hồi đó nó còn nhỏ đó con. Mỗi lần ăn cơm đối với cô là con bé nó lười ăn, nó biếng ăn lắm. Mà mẹ nó là bằng mọi giá là phải cho ăn. Mà ăn cơm là không quá nửa tiếng. Nửa tiếng là quá nửa tiếng là mẹ không cho ăn. Mẹ nói là ăn không có tác dụng, bổ béo gì hết. Thành ra ép đút nó cho bằng được. Mà nó ăn, nó thấy nội là nó khóc lên. Ý là coi như nó ép nó ăn đó. Mà nó khóc là nó ói. Mà nó ói có khi mẹ nó nóng, nóng tánh lắm. Nóng mẹ đánh. Đánh là có khi bà nội khóc. Có khi bà nội khóc nhưng mà khóc mà không cho dâu biết. Sau đó là đòi điện thoại mẹ. Chị xui anh xui. Bà ngoại nó để mai, được rồi bà nội, mai tôi xuống tôi chửi. Sao con nói thẳng với con dâu luôn? Nói thẳng với dâu, mẹ đừng làm ô dù cho nó. Mẹ để con dạy nó, nó làm bộ đó, nó giả bộ, nó ói đằng đừng bắt nó ăn. Mà sốt lắm con, mỗi lần mà nó dậy đánh cháu nội khóc rồi, sốt lắm. Cái đó là cái mâu thuẫn mà cô không hợp với dâu ở điểm đó, đó. Em la nó như vậy rồi, mẹ em thấy sốt như vậy, mức mẹ phải mét mẹ ruột của em vậy? Mét hoài luôn con. Mét hoài luôn hả? Hoài luôn. Thì em suy nghĩ về việc đó như thế nào? Thật ra thì ba mẹ em cũng la, la em nói là nhỏ lớn giờ ta đâu có đánh đâu, đâu có la đâu, sao giờ la con đánh con như vậy. Nhưng mà thực chất á, bây giờ nít nó không có giống như tụi em ngày xưa. Ở quê có gì ăn đó cho nên đâu có phải la. Còn ở đây bây giờ hầu như là ăn uống nó cũng gọi là mình cũng ráng kiếm cho nó khá đầy đủ để nó ăn uống cho đủ. Thì nó lại cảm thấy nó ngán, thì nó lại không ăn. Nhưng mà cái phần mà em la để ra nó có một cái khuôn khổ thôi. Em chỉ làm bé lớn là tự khắc, từ hai bé nhỏ bây giờ nó tự vô khuôn khổ luôn. Có khi nào mà chị lỡ mà la em bé quá mà có khi nào vạ miệng la luôn cô không? Có một lần cái con bé giữa á, nó đi lẩm đẩm nó nói chuyện được rồi. Mà con bé giữa thì coi như cái tính nó là cũng như con trai, đầu cổ không có tóc, chọc lóc à. Mà ở xóm á, xung quanh mấy nhà thì cỡ lứa nó là con trai nhiều, bé trai nhiều, nó con gái. Đi chơi sớm mà nó không nhịn thua ai. Nó có cái mạng là cắn. Cho nên nó có biệt danh là chích chòe cắn. Có tên là chích chòe. Dạ. Rồi hôm đó nó đi qua nhà hàng xóm chơi. Cái thằng bé kia bằng tuổi nó nhưng mập to hơn nó nhiều lắm. Người ta đang đứng như này, nó lấy cái tay này, nó ngoạm. Cắn thằng kia chết xanh chết điếng, cắn đau quá đi. Cái cô mới xin lỗi bà thằng kia. Xong cô mới dẫn về nhà. Thấy cũng tức cười, em mới kể cho mẹ nó nghe, tính vừa kể vừa cười. Tự nhiên mẹ nó phan câu, mẹ cười vậy đó, nói sai, mẹ không la đó, mẹ còn cười, mẹ cười vậy rồi cháu mẹ nó tưởng là nó làm cái đó đúng, vậy là không được. Đây rồi sớm rồi người ta không cho con người ta chơi với nó nữa, đây rồi mẹ thấy phải mẹ la nó, mẹ phải la nó cho đúng chỗ. Đó. Lúc đó cô giận quá giận rồi. Cô đùng 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 đùng, cô nói với Thuận á, bữa nay con coi bữa nay con Liễu nó nói chuyện với mẹ vậy đó,
mẹ thì mẹ về mới kể cho nó nghe, cho nó dạy nhỏ. Mà mẹ bển là mẹ cũng có la nó rồi. Cô giận cô nói thôi không ở đây với vợ chồng mày nữa. Cái con dâu nó, thằng con cô ra nó la, la con dâu sao đó, con dâu nó mới vô phòng khóc. Con có gì thì mẹ nói thẳng với con. Con nóng tính, con thấy mẹ không, mẹ về mà kể cho con nghe mà mẹ cười trước mặt con cháu thì con nghĩ là cháu nó nghĩ là nó làm đúng cho nên nó mới cười. Yeah. Ở đây có vấn đề là nãy giờ con thấy là hình như cô ít nói thẳng với con dâu mà hơi đi lòng vòng. Cái chuyện kia thì gọi mét xui, cái chuyện này thì gọi chồng ra chửi. Nhiều khi chồng bực mình chửi ngược lại vợ mà chửi gấp đôi nữa, đúng không con? Đấy, cái đó tại sao mình không mạnh dạn, mình cứ chia sẻ kêu con dâu ra, mày sao vậy sao được, mày không thể nói tao vậy được, thí dụ vậy. Nhưng mà mình nóng chút xíu rồi thôi, mình chia sẻ với con dâu như vậy nó thẳng hơn, còn hơn đi lòng vòng biết đâu tam sao thất bản đó, nhiều khi cũng mệt lắm á. Trong cái chuyện mà bếp núc nhà mình đó chị, là chị đóng vai trò chính hay là bác đóng vai trò chính? Thật ra thì như mẹ nói lúc đầu á là nhỏ lớn vậy em không có biết làm, nhỏ lớn vậy là em không có nấu nướng gì hết. Thì lúc mà về á thì lúc thời gian đầu làm dâu á thì có gì dì ở chung với mẹ là dì nấu hết. Dạ, dì nấu cho ăn. Rồi lúc về sau này á thì em nấu, em có nấu, nhưng mà công việc thì trực gác đồ, cái giờ giấc nó bất ổn á, cho nên là lúc sau này là mẹ nấu là nhiều. Con dâu có hay nấu cho cô ăn không cô? Con dâu nó ít khi nấu. Ít khi nấu hả? Nói là vấn đề nấu nướng thì thời gian đầu về đó tụi nó ở riêng. Con dâu nó nấu cơm á, tới con trai nó chạy qua. Ê, Diễm ơi, Diễm là em của cô á, Diễm nấu cơm con ăn đi, bữa nay con Liễu đi đi chợ nó mua. Có hai đứa mà nó mua cho một đống thức ăn. Con thấy nó làm con sợ luôn, nó nấu canh chua mà đứng nó quậy hoài con sợ, con chạy qua đây. Lúc sau này về ở chung coi như là khẩu vị nó hơi khác chút. Con dâu thì nó ăn hơi mặn, còn gia đình cô thì ăn ngọt, nên nếm nó hơi ngọt. Nhưng mà sau này con dâu nó hòa hợp, nó nấu kiểu như con á, nêm một chút yêu thương vào trong đó, thành ra món ăn nó đậm đà, nó ngọt. Mà nhất là nó chúng với mẹ chồng ở chỗ là nó làm kho quẹt đó con, rất là ngon. Rồi nó hấp rau củ nó trưng bày. Mà có một cái này, con dâu nó còn hậu đậu ở chỗ. Con dâu mặc dù tỉ mỉ kim chỉ với hậu đậu ở chỗ, nó vô bếp nó nấu nó bày. Nó nấu xong nữa con nó bưng lên bàn, xong rồi nhìn lên bàn ăn, thức ăn nó dọn ra thì rất là bắt mắt. Chụp hình up lên Facebook. Còn cái bếp không đẹp có chụp lắm, đúng không? Cái bếp là cô dọn xong nó mới dám chụp. Bữa nào á cô đè cô chụp cái bếp trước là cô cũng đăng Facebook chơi cho vui. Nó bao la sầu đời dồn lại cái bếp. Nhưng mà được cái con dâu nó mày mò, nó muốn nấu cái món gì mà để cho ở nhà ăn cho lạ miệng á thì nó hỏi anh Google. Với lại cô thường cô nấu mấy món quen rồi. Thằng Thuận nó nói Liễu ơi, em coi trong tủ lạnh bao nhiêu đồ ăn nữa mà bà nội hỏi chiều nay tụi con muốn ăn cái gì, em coi em nấu thay đổi đi. Vậy phải học Quyền Linh nè, nấu Linh chỉ cho. Con không biết đâu, cô là fan hâm mộ của con từ bao nhiêu năm nay. Con là MC nhân ái, MC của nhà nông. Cảm ơn cô. Thậm chí cô mê con đã chương trình bạn muốn hẹn hò mà cô không kịp coi là cô mở mạng cô coi lại. Cảm ơn cô. Chủ yếu là coi con đó. Chứ không phải coi hẹn hò của đâu trẻ đâu. Cảm ơn cô nhiều. Sau này ngưỡng mộ Lê Lộc, tại vì Lê Lộc là hậu vệ của Linh Lê Giang. Cô dạ, mê mẹ con lắm. Dòng cổ 200 chữ. Dạ. Để xem được chồng em sẽ nói cô có gút mắt gì không nha. Vậy mong muốn mình giữa mẹ và vợ thì mình mong là hai người có mở lòng với nhau hơn, có sự mở lòng với nhau hơn, hai người có những thời gian ngồi với nhau chia sẻ nhiều hơn về những suy nghĩ của mình để hai mẹ con hiểu nhau hơn và kháng khích hơn. Vì mẹ là một người mẹ chồng là quá tuyệt vời, mẹ là mẹ chăm con, mẹ chăm cháu, mẹ không có than phiền gì cả, mà mẹ là một người có tư tưởng tiến bộ. Mẹ không có câu nệ chuyện mẹ chồng làm dâu, mẹ làm thì được giúp các con mẹ làm, và để con yên tâm công tác thì nhân dịp này con xin nhà chương trình lại là tri ân đến mẹ, rất là thương mẹ. Mình cũng mong là bà xã mình thì
suy nghĩ cho mẹ nhiều hơn chút xíu nữa, tìm hiểu kỹ hơn chút xíu tâm tư tình cảm của mẹ. Dạ, mặc dù mẹ là người thoải mái nhưng mà thỉnh thoảng thì mẹ cũng có những cái suy tư, thì mình phải hỏi thì mẹ mới có thời gian nói chuyện với nhau, thì mẹ mới khơi gợi cái nỗi lòng của mẹ để mẹ không có buồn gì cả. Hôm nay là một ngày rất là đẹp hả cô ha, hy vọng rằng nó đáng nhớ với gia đình chúng ta, đó là kỷ niệm để con cháu sau này xem lại, và rất vui khi được cô đến đây với những cái tình cảm của cô dành cho tụi con. Qua chương trình này cô cũng muốn nhắn gửi anh chị Xui đã cho cô một đứa con dâu là rất là dễ ý cô. Mẹ muốn nói với con á là cái thời gian mà con nên dành là để vô bếp nấu nướng á là con nên tăng cường nhiều một chút. Tại vì mỗi lần con nấu á mẹ chấp nhận dọn dẹp bếp cho con đừng lo. Từng con tăng cường đổi mấy món cho khẩu vị là lạ cho chồng với lại ba đứa cháu nội của nội ăn. Vậy là nấu ít món quá đúng không? Rồi em mới nói gì với mẹ đi. Thật ra thì con cũng cố gắng sắp xếp, tại nói chung là về nhà nhiều lúc nó cũng mệt quá, cho nên là cũng không có chăm gia đình cho nhiều lắm. Nhưng mà sau này em sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn. Ôm mẹ nè. Cảm ơn con nhiều. Cho cô gửi lời thăm mẹ Lê Giang. Trời ơi, đã thèm bia lại còn đẹp. Trời, uống bia trước mặt mình như này giống như kêu cá trước mặt mèo vậy. Em thì thích nhậu nhạt, còn mẹ thì không thích. Ta sẽ tiếp tục với cặp đôi mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Chào cô. Dạ, chào cô. Chào, chào chị. Mời cô ngồi. Dạ, xin mời chị ngồi. Cô có thể giới thiệu về mình. Xin chào hai MC, xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Đinh Thị Cảnh, 54 tuổi. Tôi đến từ Thái Bình. Tôi chỉ là nội trợ trong gia đình. Dạ, đây là con dâu tôi ạ. Dạ, em xin chào hai MC, em xin chào khán giả đang có mặt tại trường quay. Xin chào khán giả đang xem truyền hình. Em là Nguyễn Thị Thùy, năm nay em 27 tuổi. Em cũng cùng Thái Bình bên mẹ chồng em luôn. Dạ, em có một bé, năm nay 13 tháng và em đang làm kế toán ngân hàng. Chị làm dâu được bao lâu rồi? Dạ, em làm dâu được 2 năm. Cái ngày đầu tiên mà cô biết đây là con dâu tương lai của mình đó, thì cô có ấn tượng điều gì hay không? Ra mắt thì nhìn cháu thì cũng dễ thương lắm, vui vẻ mà liềm lở, dễ thương lắm. Mà có cái điều là cũng hơi gầy, hơi ốm. Về tối hai ông bà, cô bà gầy thế này, nó ốm thế này, không biết là gì, sau này sinh đẻ thế nào. Lo vụ sinh đẻ thôi ha. Thế là giờ là hai năm chăm sóc mới được thế này đấy, chứ trước là nó ốm lắm. Đến bữa ăn cơm rồi còn thịt này còn không ăn. Thịt gà chứ thì là thế là mẹ gắp, bữa ăn mẹ gắp cho cái đùi còn không ăn đâu, còn gắp nén nén cho chồng, chỉ đi gắp cánh gắp cổ ăn. Con thích ngồi với mấy người ăn, thích ăn đầu ăn cánh ăn chân hả con? Sao vậy? Để chú ăn mình chứ ăn đùi. Chị có ấn tượng gì đối với mẹ chồng của chị không? Về cảm thấy ba mẹ chồng coi mình như kiểu là gặp lâu rồi vậy đó, chứ không có cảm giác giống như xa lạ. Cũng gọi con xưng bố mẹ như là nói chuyện trong điện thoại vậy đó. Xong mừng lắm. Cho nên là cảm thấy là rất là may mắn khi mà được làm dâu trong nhà. Mẹ chồng em thì làm cho em hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước khi về ra mắt mẹ chồng em á, thì em cũng có gọi điện nói chuyện với mẹ nhiều lần rồi. Tại vì thấy mẹ có ba anh con trai cho nên chắc là mẹ cũng thương con gái lắm. Cho nên là mình nói chuyện trước đi, lỡ về mẹ còn quý, mẹ không có ghét. Nói chuyện trước vài tháng cho nên là em thấy mẹ cũng dễ gần. Cho nên em quyết định là đêm giao thừa em gọi luôn mẹ chồng. Chưa về ra mắt nhưng mà em gọi luôn. Thì đến lúc mà gọi mẹ chồng rồi thì mẹ mới chắc thấy gần gũi hơn. Cho nên là mẹ cứ hay dặn dò là nói chồng nhậu ít thôi, uống ít thôi. Xong cái mình mới trột dạ. Tại vì mình rất thích uống bia mà bây giờ mẹ dặn chồng như vậy thì tức là mai mốt về chắc là chết khan bia đây. Chị thích uống bia luôn hả? Em rất là thích uống bia. Thế là em lo, cũng lo lắm. Trước khi về ra mắt nhà chồng ấy, thì hôm trước em đi uống thì nhiều bia để về cho đỡ bị thèm bia. Thế xong rồi về ra mắt thì thấy
anh hai lại đi mua bia về uống. Xong rồi mình nghĩ trời ơi đã thèm bia lại còn để uống bia trước mặt mình này giống như treo cá trước mặt mèo vậy. Xong đến lúc mà ngồi uống thì anh hai rót tất cả mọi người đều có ly hết, lại còn rót cả ly cho mẹ chồng nữa. Cái xong đầu bắt đầu tưởng tượng có khi nào mẹ chồng lại giống ở trong miền Nam này, uống xong rồi mua túi cứ tuyết quyền không. Tưởng tượng trong đầu nhiều lắm. Xong ấy mẹ chồng cầm ly lên kêu là uống với con dâu. Lúc đấy mừng quá, ôi may quá gặp phải nhà chồng không cấm uống bia này, mình lại không lo chết khác rồi. Bây giờ ra mắt mẹ chồng cứ nói vụ lo vụ bia không à. Nhưng mà mẹ uống bia nhiều hơn. Mẹ chồng có biết chị là khoái uống bia không? Không, chưa dám nói. Lúc đó còn đôi khi ước ao ước gì mẹ chồng đừng uống đưa ly đó cho mình luôn. Giữa chị và mẹ còn cái kỷ niệm nào vui vui nữa không? Em nhớ nhất là cái lần mà hai vợ chồng em cưới ở trong này á, thì bố mẹ chồng em vào đây, nhưng mà lúc đó hai vợ chồng chưa có nhà, thì ở nhà trọ thì tất cả ngủ chung một giường hết. À vậy hả? Xong cái bình thường em ngủ thì em phải ôm một con cá heo ở bên cạnh. Em gác con cá heo bên cạnh. Xong rồi tự nhiên hôm đó bây giờ mà nếu như gác con cá heo thì không có ai nằm được ở đó nữa, thì giường rất là chật, đành phải để con cá heo ra ngoài và em nằm bên cạnh mẹ. Khó ngủ quá, nằm đến nửa đêm vẫn không thể ngủ nổi, tại vì không dám gác mẹ, không dám ôm mẹ. Mà đến nửa đêm thấy mẹ ngủ khá say rồi thì nghĩ là chắc mẹ không biết gì nữa đâu, thôi mình đánh quả liều mình ôm mẹ luôn. Rồi em quay ra em ôm mẹ, xong em gác lên mẹ luôn thì mới ngủ được. Cái bất ngờ lắm, tự nhiên thấy vậy, thấy mẹ tưởng mẹ ngủ rồi, ai dè mẹ còn đưa cánh tay ra cho mình gối đầu tay nữa. Trời ơi, mừng lắm. Từ hôm đó cái cưng ngủ là thích ngủ với mẹ lắm, tại vì mẹ cho gối đầu tay này, cho gác, cho ôm, mẹ ôm chặt lắm, cho nên là cảm thấy sướng lắm. Mà cái lần đó là lần nhớ mãi luôn ạ. Được một lần đó chị? Dạ không, từ lần sau là kể cả coi tivi mà em ngồi ghế là mẹ cũng đưa đùi ra cho em gối đầu và đùi để em sao coi dễ luôn. Thương quá nhỉ. Dạ, coi những cá heo đó dục đi rồi đó. Từ khi có mẹ là em chỉ biết đến mẹ thôi. Cô với lại con dâu của cô á là hợp tính nhau như thế nào? Hợp khẩu vị cùng nhau. Mẹ ăn thế nào thì con dâu ăn thế. Quê mà. Dạ. Mẹ nhà chỉ có nội trợ, chỉ có nấu ăn cho với trông con với lại dọn nhà cửa thì là hắn đi làm về là hắn chỉ việc ăn thôi. Mẹ em chiều lắm, chiều con dâu lắm. Em cũng không nghĩ là khi mà lấy chồng em có thể sung sướng được như vậy. Từ khi bầu cái là mẹ em vô là mẹ không cho làm gì hết á. Mẹ nấu ăn, mẹ dọn dẹp, mẹ làm tất cả. Mẹ kêu là con chỉ việc đi làm rồi về con dưỡng sức, con ăn uống, con nghỉ ngơi để còn chăm cháu cho khỏe. Chị có nấu ăn được không? Dạ, mỗi lần em nấu em phải lên Google tìm hiểu món ăn ạ. Tại vì em không biết nấu ăn. Trời ơi, vậy hả? Ngoài cái điểm hợp nhau đó thì chị với mẹ còn hợp nhau điểm gì nữa không? Cái nói nhiều nữa chị. Mẹ con cũng nói nhiều. Lần đầu tiên em gọi điện về cho mẹ á, thì trước khi gọi thì em phải chuẩn bị sẵn một danh sách là sẽ hỏi những cái gì để cho câu chuyện không bị trống. Tại vì sợ là mẹ chồng khó tính thì mẹ chồng không nói gì thì mà mình cũng im re thì không biết là câu chuyện sẽ ra sao. Cho nên em chuẩn bị sẵn những câu hỏi là em sẽ hỏi. Ai dè vừa gọi điện cho mẹ giới thiệu là em bác ơi con là người yêu anh Văn, thì mẹ bắt đầu hỏi thăm một trang luôn. Và mình cũng không có thời gian để nói luôn. Mỗi lần mà hai mẹ con nói chuyện thì khoảng nửa tiếng là chuyện bình thường. Hai tuần nói một lần á. Còn cái hợp nữa là thích xem phim Ấn Độ ấy chị. Trước khi mà gặp mẹ chồng em thì em chưa khám phá ra được cái sở thích đó của em. Thì mẹ chồng vào đây đám cưới hai vợ chồng, xong rồi mẹ mới mở phim Cô Dâu 8 tuổi ra xem. Lúc đó là em cũng ngồi em xem với mẹ cho vui thôi, nhưng mà sau đó thì mẹ đầu độc em luôn. Hai mẹ con giờ suốt ngày chỉ xem phim Ấn Độ thôi. Vậy thì hai mẹ con có những điểm nào không hợp nhau không chị? Hai mẹ con em thì có cái không hợp là em thì thích nhậu nhạt, còn mẹ thì không thích. Cho nên là mỗi lần mà hai vợ chồng mà đi nhậu, đi uống bia với bạn bè là mẹ không vui à. Từ lúc chiều mà hai vợ chồng nói trước mẹ là mẹ ơi tối nay hai vợ chồng con đi uống bia với bạn một lát, là bắt đầu từ lúc đó là thấy mặt mẹ không vui hẳn luôn. Bình thường đi làm về em chào mẹ thì mẹ ừ to lắm. Nhưng mà cái lúc mà đi nhậu về con chào mẹ cái là mẹ im re, xong xíu nó nghe thấy tiếng mẹ thở dài luôn. Thôi lúc đó là 36 kế trường là thượng sách, mình vào trong nhà ngủ luôn. Nhưng mà giờ là đúng mà, bởi vì uống bia nhiều cũng đâu có tốt đâu em, hại sức khỏe chứ. Dạ đúng rồi, nhưng mà từ khi mà có mẹ chồng khuyên nhiều thì em cũng uống ít lắm, uống chỉ giao tiếp thôi ạ. Uống chắc cũng có chục chai thôi đúng không?
Theo như cô thì cô nghĩ là còn cái điểm nào không hợp nhau giữa cô với chị nữa cô? Có một lần con dâu mua cho mẹ chồng cái điện thoại, về thì nó bảo là mẹ ơi con mua cho mẹ cái điện thoại để mẹ xem báo chí, rồi thì là thỉnh thoảng điện về cho ông nội với lại cho các cháu ở nhà. Thì là tôi bảo này, mình mua cho tớ đây lại xem, đi làm nhớ con thì là gọi cho mẹ để mẹ mở cho xem con thôi. Tôi cũng lại đùa lại thôi, không có ý gì, nhưng mà con hiểu nhầm mẹ là chắc mẹ có ý đồ gì là sợ theo dõi con hay là thế nào. Thế là đâm ra mẹ con xích mích nhau chút ít. Thế là chỉ có tiếng là hiểu nhầm. Ủa, mẹ nói vậy đâu có gì đâu em. Thực ra lúc đó là mẹ mới vô thì em cũng chưa hiểu được nhiều về mẹ, cho nên là mẹ nói đùa mà em cứ tưởng thiệt. Mà lúc đó thực ra là em thấy mẹ ít lên mạng lắm, tại vì mẹ không xài điện thoại kia, mà lúc đặt lên TV thì cũng không có được nhiều tin tức. Thì cho nên là em cũng nói với chồng em là thôi mua cho mẹ cái điện thoại, rồi chỉ cho mẹ lên Facebook, rồi lên đọc báo này kia để cho mẹ đỡ buồn. Tại vì ở trong này thì không như ngoài quê. Ngoài quê thì bé con đi, bé cháu đi hàng xóm thì rất là vui, nhưng mà ở trong này thì chỉ xuống công viên rồi lại lên à, sợ mẹ buồn mẹ lại đòi về mất thì mình không có ai coi cháu, rồi lại mình cũng không có ai nấu ăn cho nữa. Thực ra nếu như mẹ buồn thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên nếu mẹ đỡ buồn thì mẹ sẽ trẻ đẹp hơn, rồi sống vui vẻ hơn thì mình cũng cảm thấy vui hơn. Mẹ là tốt cho rồi. Nên là mua cái điện thoại này quá yêu mẹ rồi, nhưng mà mẹ chọc thôi mà em lại hiểu là mẹ, cho nên là mà may chương trình này mẹ nói ra như vậy thì em mới biết là thực ra lúc đó mẹ cũng buồn. Thì buồn ra là vậy, giữ tới ngày nay là cũng buồn lắm đó. Giờ nói ra là cũng còn buồn chút á. Lâu chưa cô? Mày lâu chưa cô? Lâu rồi mày. Lâu rồi ạ. Lâu rồi. Hơn năm rồi. Nhưng mà nhờ nói ra nó thoải mái cô ha. Dạ. Đó. Có những gia đình mà không bao giờ họ nói với nhau những điều đó. Nhưng lên đây họ nói ra để giải tỏa thôi. Đừng có giữ trong lòng lâu quá nó ấm ức á. Bây giờ thì để xem người thứ ba họ sẽ chia sẻ như thế nào. Có một cái điều mà con mong mỏi từ trước đến nay mà hôm nay mới được thổ lộ ra. Hai vợ chồng tính thì sống rất là cái lớp sống nó rất là mới, giữa hai thế hệ giữa hai cái luồng tư tưởng nó khác nhau, hai cái suy nghĩ hai cái nó khác nhau, nên là sống có nhiều cái có những cái mâu thuẫn nó không đáng có. Thế chính vì vậy mà bà nữa, bà ông bà nữa thì ngoài Bắc mà sống thì có một góc độ nào đó thì tức là bà có những cái bà chỉ muốn theo bà thôi đó. Tức là ngày xưa bà nói là thế này này, tao dạy chúng mày đẻ ra ba đứa thì tao dạy cho ăn cho uống. Thì nói chung là ý của bà là gì, tao đủ khả năng để tao nuôi cháu tao, thì ngày xưa tao nuôi được chúng mày thì đương nhiên là bây giờ tao cũng nuôi được Shizu thôi. Vợ chồng Văn thì nó có cái suy nghĩ nó khác, nó sống nếp sống mới, nên là thành thử ra dạy con nó cũng khác. Các cụ nó ngã hay gì thì các cụ thương bế nên bà dỗ dành ngày kia. Thì vợ nó vài lần như vậy thì vợ nó cũng khó chịu, tại vì con với Thùy là muốn dạy con làm sao để cho con nó bản lĩnh, cho nó con nó cứng rắn, thế chứ không muốn cho con nó mỉ nheo như vậy. Rồi cái chuyện mà Thùy thì muốn, ngay cả cái việc mà Thùy ví dụ như là Thùy muốn mua đồ về cho Shizu mà muốn mặc lúc nào cũng cho nó đẹp á, tức là muốn cho nó đồng bộ. Tức là khi mà cháu nó ở mà nó có dơ hay gì thì Thùy là muốn thay là thay cả bộ lên cho nó đẹp trai. Đấy, Thùy tính, Thùy thương con lắm. Thế nhưng mà nhiều khi bà thì chắc là bà không thích, thì bà lại bảo này, thì nó này nó cứ ở dơ suốt, rồi nó đi vệ sinh này kia nó ra suốt thì làm sao mà thay cả bộ được. Áo thì vẫn còn mới, quần thì đương nhiên phải thay liên tục rồi. Thế là Văn thấy như vậy thì bà nói như vậy cũng hợp lý. Thế nhưng mà Văn sẽ không bao giờ Văn có ý thẳng với Thùy được. Vì mình thì chiều cháu nên là chúng hắn thì chúng nó giờ nó dạy theo cái phương pháp bây giờ Nhật Mỹ gì đấy, cho nên là nó khác hoàn toàn ngày xưa mình nuôi lắm. Ngày xưa mình nuôi thì nó dễ dàng không ấy mà, nó có cái gì đâu. Nhưng bây giờ chúng hắn nuôi được đứa con nó vất vả lắm. Bày vẽ ra đúng không? Dạ, ăn nọ ăn kia rồi đi học rồi món nọ món kia về cho con cho cái ăn, đâm ra khác lắm. Nhưng mà con thấy vậy tốt chứ cô? Dạ, hả? Đúng rồi. Tốt nhưng mà khó chịu đúng không? Vâng ạ. Không, tốt khó chịu. Thương cháu thì thấy nó hơi té xíu nó khóc cái là bà thương bà chạy ra ôm cháu lên dỗ dành. Nhưng mà còn hai vợ chồng em thì thấy con té nhưng mà thực ra té không có đau mà nó nhõng nhẽo nó khóc thôi. Thì em kêu là đâu có gì đâu con ơi, con đứng lên đi chứ ngồi khóc kỳ quá à, mọi người cười cho. Thế là nó cũng đứng lên thôi. Thì bà thấy vậy bà thấy thương. Sao? Tại vì bà nghĩ là chắc té đau mà bà tức quá bà kêu là chúng mày không biết thương con gì cả.
con té như vậy mà chúng mày lại còn nói là không có gì. Lúc đầu thì em cũng không dám nói gì, nhưng mà thấy bà chiều quá thì cũng có nói chuyện với bà, kêu là mẹ ơi, nếu như mà mẹ cứ chiều nó vậy thì sau này chỉ mẹ khổ, chứ vợ chồng con đi làm suốt rồi vợ chồng con đâu có khổ đâu. Mà mẹ muốn sau này nó ra ngoài á, nó có thể tự lập được á, thì mẹ đừng có chiều nó. Tại vì con nít nó khôn lắm, nó biết ai chiều thì nó sẽ theo người đó rồi. Mai mốt nó không có theo được ba mẹ nó nữa thì tụi con khỏi dạy nó được luôn. Thì lúc đầu chắc mẹ cũng khó tính, mẹ cũng khó chịu lắm. Nhưng mà sau đó thì hình như mẹ cũng hiểu ra, tại vì mẹ thấy cực thiệt. Mỗi lần mà nó nhõng nhẽo thì mẹ cũng mệt lắm. Cho nên là sau đó thì thấy mẹ cũng đỡ chiều rồi, dạo này mẹ đỡ chiều nhiều rồi. À, để xem cái con trai có mong muốn thay đổi gì giữa hai người không nhé. Mẹ, nói thật với mẹ là sống với bọn con là nhiều khi mẹ phải theo đấy. Tại vì nó bây giờ cuộc sống hiện đại rồi, cái tư duy bọn con nó khác rồi. Nhiều khi mẹ không thể nào mẹ áp cái lối suy nghĩ của nó vào chúng con được. Tại bọn con sống nó mới lắm. Thì mong mỏi rằng là trong cái tương lai thì mẹ suy nghĩ nó thay đổi một chút, sống nó hào, sự tức là mình sống nó thoải mái một chút, chứ đừng có gò vào bất cứ một cái gì cả. Có tiết kiệm, thế nhưng mà ở góc độ nào đó thôi. Còn lại mình phải gì, mình phải tiêu xài đó, mình làm sao cho nó hợp lý để sống mình hưởng thụ một chút đó. Thủy là con dâu mẹ, nhưng mà lúc nào Thủy cũng tự hào, Thủy cũng nói là coi mẹ chồng như là mẹ ruột mình vậy. Thì Thủy cũng như thế thôi, bị hiểu rằng là mẹ là cực kỳ thương vợ. Mong mỏi một chút nữa là mình làm việc thế như thế, nhưng mà mình thôi, mình cố gắng là mình làm sao sắp xếp công việc mình sắp xếp một cách tối đa nhất, làm sao mình về sớm hơn một chút nữa thôi, để cho bà nó đỡ mệt. Tại vì thực tế là Shizu cũng rất là nghịch. Hắn đi làm hắn về muộn lắm ạ, cứ khoảng 8-9 giờ hắn mới về, nên là mình bà ở nhà là vất vả lắm, chăm lo rồi cơm nước rồi công việc gia đình nên là nó mệt. Hàng cu thì nó lại quậy. Sao cho... làm về trễ vậy? Đó. Thì em làm ở kế toán quản trị, cho nên là mùa lập kế hoạch trong năm thì rất là cực. Hầu như ngày nào em cũng phải 7 giờ mấy em mới có thể về được. Em cũng cố gắng sắp xếp, nhưng mà trong tuần thì rất là khó sắp xếp mà về sớm được. Cố gắng đi chứ, mẹ một mình mẹ làm như thế thì cũng mệt đó. Dạ, em sẽ cố gắng. Đó là mong muốn thay đổi của con trai mình. Hôm nay cô có muốn nói gì với con gái không? Mẹ chỉ mong muốn con như thế là thu xếp công việc thì là về sớm một chút, thì là để giữ gìn sức khỏe rồi để chăm sóc con cái cho được gia đình êm ấm hơn. Cho mẹ đỡ khỏe. Dạ, thôi. Mẹ khỏe. Khỏe thôi ha. Dạ. Con hứa với mẹ. Rất là dễ thương. Có mong muốn điều gì ở mẹ mình không? Dạ, em mong muốn là mẹ bớt chiều con cháu hơn, tư tưởng mẹ thoải mái hơn, mẹ đỡ cực hơn, và mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe hơn, thì lúc đó mẹ cho mẹ trẻ đẹp hơn nữa. Rồi, như vậy là tốt lắm rồi. Hôm nay rất là cảm ơn cô với lại em đến đây để chia sẻ những điều đó. Hy vọng rằng sau những cái chia sẻ đó, chúng ta sẽ kết chặt tình yêu thương hơn nữa và là hiểu nhau nhiều hơn nữa. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Qua hai cặp mẹ chồng nàng dâu, chúng ta đã tạm thời khép lại chương trình trong tuần này. Hy vọng rằng với những chia sẻ đó, chúng ta sẽ thấy mình ở trong đó. Bây giờ tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.